vẫn bốn mùa âm dương mi tuyết thảo tâm trí thành đề thủ nhang đồng đền họ Phạm Đình xin bái đạo cầu bình an quả thực nghe dâng lên ninh đăng tràng quả thực tiến dâng lên lòng tin bán thịnh mơ nghi xuống tiền nên để thành mẫu kiểu chúc tiếng mở thung dung nghe tiết trọn ngày lành nghề tiếng mở thung dung tam tòa thành mẫu hội đồng đền lai đạo mẫu về đền sâm dương thiên nhiên cung tình mời nghề mẫu đệ nhất thiên tiên thanh vân công chúa trên thượng thiên linh nghề bốc vang đồng mày lão tốt tươi nghìn diệt hoa mày lão tốt tươi nghìn hình dòng kiểu điêu tiếng cười nhìn đỏ hoa tóc phượng rườm rà lưng ong nghi tóc phượng đi rườm rà áo sông nhang xà nghi hài hoa nghi nghi chân dây ngược chín tầng mây nghi mong kiểu trùng nghi ngược chín tầng mây nghi quả này các cổ tiền hay nghi đề đê đình tạc nhiệt pháp tươi chữ Phật thải hồn hất dòng tùy sư thiết tường vân thành vì tước vân chữ Phật nhiệt toàn thân nam mô nhang vân cái bồ tát nam mô mường vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát sa loạn thanh gia chúng đôi ngang đi cùng nơi phố cát có một lầu gió mát đi chẳng thành nghề bát cảnh danh danh im đồ ngộ bát cảnh ngơ danh danh lầu tần hà sắc nghi thì thành khôn xo đề nghị địa tiên văn thịnh mời nghề mộc đệ nghị địa tiên nguyên dương hiển thanh nghi trong đền phòng sơn chiến đàn hải mạc lung nhiệt minh hương ra du từ một lượng vô ương hòa nội bắc thanh hương chi tâm kim tương nhất chu biến thập phương nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát sa loạn thanh ra hồi cung đền đề sâm dương nghi ngôi cao mộng ngự cung thịnh mời thánh mộng nghi đệ tam sớm kết loan phòng kinh duyên sớm kết nê loan phòng nghề thảo mai tiểu thiếp đem lòng để tờ gieo oan dưỡng hương định hương sư tuệ hương giải thoát chi kiên hương quang minh vân đại biến pháp ơi cũng giảng thập phương vũ lượng phật tài nhiệt cô phật bảo đình chung chiến đàn trần chung chân cam cung hương mê lòng mê đồng chư phật bồ tát hạ thiên cung thanh lương sơn ma hạ nạp thụ nhân gian cung nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát sa loạn thanh gia hồi cung tháng mai tiên cảnh bầu trời đền bồng lai tiên cảnh bầu trời gió nam thoáng thoảng
hương bay ngạt ngào trên thiên tàu rồi bay nắm vẻ dưới Việt Nam địa thế trung linh. Đội lệnh thiên đình khấn sai, đội lệnh thiên đình thay quyền thượng đế giáng sinh phù trần vừa năm Kỷ Mão trung tuần. Truyền bốn phương tám hướng hộ đàn của vây bao nhiêu tà quỷ chung bay nghề tướng xa lai ấn ngài chóc ngay trên đầu làm cho quỷ khóc thần sầu hồ thiên la địa mong vạc dầu ở xa Kỳ Lân sư tử hoàng xà thanh long bạch hổ tiến xa ầm ầm đương niên bản thổ long thần thượng lai văn sớ dâng lên thánh ông tông đồ ôm chép biên tỏ tường vi cho hai chữ trường sinh nhị tự trường sinh ngài phình cho hai chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh họ trường vi cho dũng mạnh đôi được thượng lai văn sớ dâng lên kim ngân tài mã tấu chỉ cửa ông xin ông tô đôi chép tiền
Hà Thanh nghe Hải Yến nghe nghe thời phúc sinh nghe xuất hiện Nam Mê Bang tường vân mê ai đã nghe đường ngô quang nghe hoàng thương yên tích mệnh nghe nam bàng nghe giam trường sinh trình trước công đồng xưng văn trình trước công đồng quân phụ đệ tử Khang Ninh Thái Hòa bốn phương phật lạc can qua luôn luôn khi độ biệt nghi nhân đi thành ra hồi đúng tâm mê quang chiếu bóng la hình giới bậc nguyện soi chói lọi nam thiên đi phong nguyện vô biên đi đôi vầng nghề phong nguyện vô biên gió thu dịu giặt ni chuông rền đến ở nhật hoan thank you.
nghề sang bốn năm phương. Đình đình công công chú bà đẹp phi vương ai sánh tay. Hằng nghề trai chút đêm mơ ngày dương dục nghề giá khó bằng nghề vàng nghề ngọc bầu ta nhớ những tình nghề sao đầu mân nê hà nghề. Vàng cách thành điều đóa phu mô tông dương nghĩnh lão nhờn nhớ vẻ nào mà chẳng nghĩ quá bà gồm nó đức nghiêng tinh dòng nghi nghi kỳ mát có chân nền phút niên đã nên tiên bà thần thông nghệ biến hoa vô biên nền đi. Trần ai biết bà có phép tiên ấn hình trên đông cuồng sơn thoại nghiêu tình nghề chúa thường chắc nghi ra hạng hiện hình bạch bạch ba tuần quán đáo đến đi chứng minh mời bà công chúa sơn tinh cùng là các chúa anh linh đi các tòa nào là các bộ tiên nga chú mừng chú mát chú thiên hội đồng người thôn quê hay là người thành phố chả biết rằng căn số vì đâu bệnh hành cho
khai quang thập cờ diệu chú vị chứng đàn diễn ngạ thích tăng cung giả kim phục hoa thân ơn thanh chúa tiên trung ương ứng ý nghi ngạ các bộ ngạc nghe lời chúa nhủ đạo sơn trang đi bí mật mà càng ghê lâm dâm thắp ngọn đèn khuya sự tình là thế chớ thời thở than từ các bộ mường màn đâu ta cùng 12 các họ sơn trang rừng sâu cho chỉ non à về bề sở chốn thù ân thì quê ở thiên thai có phèn chơi cảnh được lại khi ra đời biết lúc là vào áng mây khi ra đời biết là vào trong áng mây hỡi ai hay hiện hình mà biên tướng tướng với ngàn thì ngày tháng dòng chơi cây cao bóng mát thì người gặp người khách lạ là thời chữ nhân duyên anh người khách lạ là thời nhân duyên sớm vong chơi đền kia nên miêu nọ tôi lại về an cỏ lên tranh trên sơn lâm vắng vẻ quanh thành chợt nghe nên tiếng hát đầu gành bụi hang nơi non xanh suối ngàn tung tính có cơm lam thịt hình nem khô vỗ tay theo nhịp xanh khô tiếng nói trò trẻ lưu lô liêu xin chúa bà ra ban phúc lộc độ cho muôn nhà được một gốc tài hoa trong khi xanh phách cầm ca sai ngôn tất tín xin chúa bà ra ân độ cho đệ tử trường xuân ở kỳ kỳ hà lộc tài chưa mấy ban ra bốn phương tụ hội về ngôi đền dầm nề ban cho tiền tốt đụa dây bồng lộc cho lắm về đền xâm dương cho nhiều bà ban cho mà được giải nhật như tăng nhiều cuộc có phen chính ngược sơn trang bài sai thật nhị tiên nàng tới nơi chuồng ba tiếng một hồi trông đục bộ sơn thân châu phục đôi bên bách nghinh hoa chữ vị mà tiền hoa lan hoa phục đi bông hoa sen hoa hồng hoa chữ vị nàng tiên hoa lan hoa cúc hoa sen hoa hồng hoa thiên linh ngập ngừng e lệ đoán mận đào hoa quý hoa ban trăm mi hoa trăm sắc vẻ vàng y y ngà thanh giang ngây năm miêu rõ ràng nghề năm phương năm miêu rõ ràng nghề ngũ phương bàn cảnh chúa bà năm phương
ngào ngạt gió hương, dù thiêng ý để ngàn thu còn truyền có bà Chúa quận thần ở tiên giáng sinh hạ giới về miền cấm xa. Gia viên là đất là làng, hải an là quần, rõ ràng sử sanh bà giáng sinh nghề vào họ phủ đầu ngành. Tiền cho bằng giấy ai biết Chúa bà tay nghi lấy miệng kêu lấy Chúa thương những kẻ cơ tham. Lạy Chúa thương những kẻ cơ hàn, biết ra nên được hưởng đi lộc tài hương xưa. Phút biến đi về nơi bàn cảnh sai cô nàng, thì nữ dâng nghi hoa còn riêng ai bán nhạo điều ngu. Băng tre băng nước cơm lam đi trà vàng.
phèn cùng có phèn xuống ai đi tìm ơi à. Sao nó chiêng dâng lên Thiên Chúa năm phương chín thượng ngàn mang nghi về tổ mẫu sơn cha nghe ơi ngà. Hai quan sống nhan thật cờ diệu chú vị chứng an duyên na ích tăng cung vàng kim phục hoa thật cờ thánh Chúa tiên trung ương ơi ngà. Tai nghe tim muốn tú dừng nghe gọi nhỏ đuốc tiền san ở trên non chơi một bầu tươi tốt tươi dương mà lên đến hàn soi lên hàn lắm quả nhiều hoa lên hàn lắm quả nhiều hoa. Bay về ngành đền sông Dương giang nghi người tiên nữ đang bay về đền sông Dương. Chim cao tung cánh ngưng chim cao tung cánh đang bay liền lưng trời mây trôi hoa tươi muốn trăm hoa tươi đang đua nở đuôi đồi họ ca vàng trước đông đông nghiêm trang đôi tay tiên đang tỉa lá vì cạnh nghề ơi ngà. Lộc tài chúa minh ban ta bốn phương tụ hội về mỗi đền dân ban đi cho tiền tố đuộm dày bồng lộc cho lắm về đền đây cho nhiều ban cho thành đồng thì được dài nhất sang kiều ban cho thành đồng thì được dài nhất. Đi tới đâu thì có đón hoa trao về bạch điệu sớm chiều càng vang tay hơi bề bạc như rừng bạc đem cho trăm họ giàu sang đời đem cho trăm họ đời giàu nay có bà chúa quân thần tiên có bà chúa quân thần tiên giáng sinh hạ giới về miền cấm giang và cả biển là đất là làng hải an là quân hàng sư xanh ban
xưa lúc đi, ban xưa lúc anh ba giờ đi, hiện ra người mỹ nữ thân thiên, nón đi dù áo trắng hài thường, chúa đi vào hót nên năm phương lại về. Gọi phu xe trả tiền cho bằng giấy, ai biết chú bà thì tay lấy miệng kêu lạy chúa thương những kẻ tự hàn. Chúa thương những kẻ tự hàn, biết ta được hưởng lộc tài ngự dương, phút biến đi về nơi đi bàn cảnh hình, sai tiền nàng thì nữ dưng hoàng ưng ý à. Sắm nhà hoa kêu cầu vấn trạch nghệ, sớm dâng lên minh bạch từng câu, cùng văn con ngồi đàn hát sơ cầu, bởi bà loan hoa hát nghe về đến sân dương. Thành giang ngây hồi cùng trình giang biên dành ngân lai lắng nghi nghi, đôi phần hồng chiếu giả nghi tòa nam minh, thoái quốc độc đình con vua, thoái quốc nghi độc đình nghề, đệ tam thái tử nghi giáng sinh nghi đền sống nghề.
ai. Dâng một chiến nhang Long Thành, dâng một chiến nhang tôm về Thoại Phủ, dương tan các tòa thiên đình Thoại Phủ Diêm La Hà. Tống về cho tới nghi vua cha Độc Đình, vốn dòng là Chu Thủy Tinh. Dòng nhan khai quang thập cờ diệu lớn về chứng tam duyên ạ thích, tăng cung vàng kim phục hòa thân Phật Thánh Chúa tiến chủ vương. Thượng Lai Văn sớm dâng lên, Trình Quan Tam Phủ ngài chép biên tỏ thường phi cho họ Phạm Đình Thủ Nhang Đồng đền được hai chữ bình yên nền. Khai quang dòng nhan thập cờ diệu lớn về chứng mã văn ngã thích, tăng cung tạc kim phục hoàng thân cận thanh chúa tiên trung vương. Chẳng cần số con phải thờ mẹ cha, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang. Thiết lập lô nhang, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang, cầu an bản mệnh cho tâm vững bạc, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang. Khai quang dòng nhang thật cờ diệu lớn vì chứng lô nhang, hạ thích tăng cung giang kinh phục hòa thân cận thánh chúa tiên trung vương. Thiên linh quyết linh nguyện bảo trường sinh, thái hình chính thất phù hộ tâm hình cấp cấp như luật linh. Thiên la thần địa la thần, thiên la thần địa la thần, nhân ni lạc lạc đi nhân, nhất thiết tai ương hóa vi trần an rô lạc thế xa ba ha. Phải chăng cần xuống con cao, phải chăng cần xuống con phải thờ mẹ cha, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang nghe. Thiết lập lô nhang, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang, cầu an bản mệnh cho tâm vững vàng, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang. Dòng nhan khai quang thập cờ diệu lớn vì chứng lô nhan, ngã thích tăng cung giang kinh phụ hòa thân cận thánh chúa tiên trung vương. Thiên linh quyết linh nguyện bảo trường sinh, thái hình chính thất phù hộ tâm hình cấp cấp như luật linh. Thiên la thần địa la thần, thiên la thần địa la thần, nhân ni lạc lạc ni nhân, nhất thiết tai ương hóa vi trần an rô lạc thế xa bà ha. Căn xuống con cao phải chăng, căn xuống con cao phải chăng, căn xuống phải thờ mẹ kính cha, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang. Thiết lập lô nhang, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang, cầu an bản mệnh cho tâm vững vàng, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang nghề. Khai quang dòng nhan thật cờ diệu lớn về chứng lô nhang, ngã thích tăng cung vàng kim phục hòa thân cận thánh chúa tiên trung vương. Tam đài sinh ngã lai, tam đài dương ngã lai, tam đài hộ ngã lai, nhất an tam hồn định nhị an cửu phách ninh tam an thân thể tráng bệnh vì đắc tràng sinh. Căn xuống con cao phải chăng, căn xuống con cao phải chăng, căn xuống con phải thờ mẹ cha, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang nghề. Thiết lập lô nhang, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang, cầu an bản mệnh cho tâm vững vàng, ngày hôm nay xin thiết lập lô nhang. Khai quang dòng nhang thập cờ diệu lớn vì chứng lô nhang, ngã thích tăng cung và kim phục hòa thân cận thánh chúa tiên trung vương. Thiên linh quyết linh nguyện bảo trường sinh, thái hình chính thất phù hộ tâm hình cấp cấp như luật linh. Thiên la thần địa la thần, thiên la thần địa la thần, nhân ni lạc lạc ni nhân,
nhất thiết tai ương hóa vi trần sáng ru lạc thế xa. Lên hàn xuống bể nghe lạnh lạc từ quý địa tòa danh là bằng phen
rực lửa. Sông pha đi trăm trần và như không. Bàn tay cứu nước trừ cơn nguy biển đi. Tiếng đê ngàn đời mặc với người non sông. Chân ninh lành tam vương tử xưng nghi hùng tòa thủy tộc. Vương quan đã tích cơn phong vũ âm ầm đổ im dày nghe sóng ngân tuôn trào chữ cuồn cuộn mênh mênh. Lịch còn ghi đến lành đến giang thắng tích thượng đặc thần thực định trung quân. Ngày 24 tháng 6 hạ tuần hòa trung nam bắc muôn dân về đào cầu. Trong tam cõi kỷ châu về vọng bán nghi quan độ cho quốc thái dân an. Khâm thừa đổi mệnh vũ ban sổ sinh số từ mà liệt hàng châu về. Đủ mọi bề tài kiến trí văn võ trong triều thần nào có nhường ai. Tài lược thao văn võ toàn tài đình thần tam tứ phủ nào ai sánh đi. Mang thuyền nan nổi dòng sông xích bích nghi hồ quân trèo du lịch bốn năm phương. Có phen tuần thu sông thương trở về tỉnh bắc quê hương sông lục đầu. Sông Dâu, sông Cầu, sông Hát Mê. Khi lên gành nghề, khi lên gành xuống thác vui chơi. Thuyền rồng trăm mái treo bơi dọc ngang tuần lạnh là nơi ông đi về. Trải sang khi lên ngàn xuống biển lạnh vạn từ quý địa tòa thành lam đền thờ quan tàn tín kiều vàng lòng môn hồ bán thạch bàn còn ghi nghi. Hoa tức thì xa lâu đài điện cát ninh dâng được về thì quốc bột khi
truyền quân lấy ngọc lưu ly, cồn cồn dâng nước phép thì có ai ban. Qua đại giang sông Thao sông Nghi cả đi trở ra về dòng ngã ba tranh vui sướng ca đàn hát nay tập thành thì ngân phú vịnh đàn tranh chơi bời. Tan tiệc rồi về nơi thoại phục ngưng dòng cân đại kỳ mạo bao quy tông dòng ba đồng tử đi theo hồ vào tông vương phụ và chầu mẫu vương. Con phen lại phi phương biến hóa vô nghệ an thương hạ đại gia thuyền rồng chèo quê buồm lan khi chơi bạch hạc lúc chơi tam cờ. Vào thần thơ chơi tản tiên tam đạo truyền chứng quân nhị đạo tiên phong nghi tiếng chiêng kêu kỳ Phật chống phong nghi thuyền sau bè trước giường phòng lênh đênh. Chúng cầm canh ca vang chiến anh hòm ngòi nhất bánh hoàn chim đôi tư man chiều thần văn võ trăm quan tài quân đón sức quan lớn để tam về chầu. Trên các lầu thì ngân phú vinh nghề ngoài sân vực ca chúc chén tiền vua cha tự chôn tài vàng phán đòi thái tử có lớn để tam về chầu. Quan lên cứu trợ trần gian một tay thái tử vương quan cứu sinh cũng lắm đồ quan cho cũng nhiều. Khi non nước bầu xuân sắc nghe đức vương quan ngài hòa bắc du đông thành thơi ngự chiếc thuyền rồng nào dù tam cõi thông thông nhiều bề nghề. Vào chơi núi đổ sông ngang
cắm sao chơi bên na mười ngày. Lệnh chuông truyền treo mây ngược thác nghe cao thác mẹ lại thác quẩy quẩy mẹ quẩy dung có kỳ thác tiền anh vũ quá lớn lại đi gì nghe bài nghe. Sông Khuê Sơn nối tại Bắc Cạn nề tới sông Gầm làm bạn với sông Nèo truyền cho quân sĩ đua trèo về chơi Bạch Hạc xuôi theo sông Lục đi đầu. Chán dòng tâu hổ bắt ly
tay cầm đôi ngọc liễu ly, ông bước vào. Nhận tư lệnh binh phù yêu giáng, ngược Hồng Hà lên Hạ Phong Châu. Quân doanh đóng tạc lục đầu, chân qua Bạch Hạc sông Cầu sông Lô. Cứ mỗi năm vào trung tuần tháng sáu, người trên bờ người lại ở dưới sông Nghi. Nghe đâu đây có tiếng nhạc vang lừng, thủ nhang đồng đền họ Phạm đón mừng tiệc quan tam. Trịnh Giang biên doanh ngân lai láng đi, đôi phần hồng chiếu bạc tỏa áp minh. Ngài con vua thoại quốc độc bình, để tam hoàng thái tử giáng sinh ngôi đền rồng nghe. Đức gồm về tài thông dung hoa bạc, bấm sinh thần tư chất long nhan. Thỉnh mời thái tử vương quan, phương phi diện mạo long nhan đẹp khác thường nghề. Chốn long dài người cầm quyền thay chúa cơ, phép màu quan tôi tú tối đình. Lệnh truyền thủy bộ chữ dinh, chỉnh tề đai pháp chơi miền trần thế gian. Nói anh khí tiên rồng muôn thuở, hiền nam bang tế độ thiên niên. Khí thiêng còn mãi lưu truyền, dương phù âm trợ dẹp yên cho cõi bờ. Dân thiết lập đền thờ Đức Thánh lạnh ra từ cổ tích linh thiêng nghề xích đặc nghề hương khói cổ truyền nề thập phương chiêm bái lập đền an dân nề thanh gia lẫm liệt tung hoành nghề quý hoa nghề lẫm liệt tung hoành nghề chư ta ta quỷ quan lớn tuần tranh nghề tương tài nghề chính quan quê nhà đến Ninh Giang chính quan đi quê nhà danh lam cổ tích nghề quan lớn tuần đền ở ngôi cao.
vạn cơ linh truyền thiên đội vạn cơ quan tuần bây giờ ngài loan phát anh linh trước là bảo hộ gia đình sau là tu cho hết tà tinh phen này quy ra trần thế biên tay nghề trần thính biết tay quy ra trần thính biết tay hướng lên đồng thời cứu đời sinh nhân ai kiếm đồng thời đo bình an khai quang dòng nhang thật cờ diệu lớn về chứng đàn duyên hạ thích tăng cung và kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên chủ vương thường nay văn sướng dâng lên chính quan để cũng ngài chép biên tỏ tường vi cho hai chữ tràng sinh nhị tường trang sách hai phí cho đôi chữ trường sinh chữ phu chữ quy khắc định thọ trường vi cho giúp mạnh đôi đường nghề tài mạng dâng lên kim ngân tài mạng dâng lên quan tuần tống đôi tài chép biên tỏ tường vi cho hai chữ trường sinh đinh vàng thiên vạn cổ
quan lớn ngài phân minh để trần gian được tỏ tưởng. Chữ chung nghi với nước là hơn cả chữ nhiều họ phạm đình ghế quan không bỏ chữ tình xin thưa không phải muôn dân ghi nhớ lập đền đền thờ nhang khói phục ý nghi thờ quan lớn tuần khắp bốn phương xa gần đều biết đi quan lớn tuần lập liệt thần cửa sông đông đó phùng thờ ninh vang thiết lập ngôi chính tử quan tuần tranh nghi cảnh ám thanh nhiều bề lịch sử ngư vốn đặt bày từ cổ vĩ lai bao phen xuất nhập trang đài đào lan quế huệ phương bảy xương ca tài cung kiếm minh tài cung kiếm ngài sách hàng võ tử ngư đức kính lân sư vĩ tựa trường tôn phóng lưu mã tượng giang hồ cung cầm với nguyệt con đỏ trên sông một nguyệt đồng đền nguyệt tích dương công đức
lòng. Hai nguyện nề đồng đền nguyện giữ lòng trong sáng, sám hối ông thì chẳng dám đơn sai. Xin ông hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt chỉ biến tai tí tưởng. Thủ nhang nguyện đèn hương dâng tiến, quý xin ông thương đến đồng gia, độ cho nam nữ trẻ già ai ai cũng được mặt hoa nơi da hồng này. Thủ nhang nguyện một lòng chi kính, sám nhang đăng chẳng sánh với ai, chỉ xin quan lớn ngài giáng đài cho thủ nhang được hưởng lộc tài chứ công danh. Họ Phạm Đình Nguyên nề, họ Phạm Đình Nguyên tu theo tiên giáo, ông khai cho chữ học đạo lại được minh nghi, khai cho đồng khai trí thông minh, khai cho sống nhớ được tinh được tương. Đồng đền nguyện tiếp đường công đức nghi, tu thiền diễn nơi cõi tục lầm than, xin ông nhỏ phước thiên nhan cho họ Phạm Đình được hưởng bình an cho tháng ngày. Họ Phạm Đình nguyện chăm tông được tổ miếu, xin ông về khai chiếu căn nguyên cho bà cô cho ông mạnh thổ tiên hiền, thoát đường lục đạo mà được lên cõi sang đài ngài. Chờ thôi lại chờ xa đi, cười tướng bạch ngày hố lên trầu thước mi thiên nề thanh vang. Ngồi cùng tiên thánh trên ngàn tiên, dâng văn tiên thánh thượng hà nề, đông phương đền tuần quan nề ta đạt đề chứng đây. Ngàn cách ngày khuya nguyệt lặn sao mô tả, cách ngày lần sau tàn chiếc nghìn thoi bắn nguyệt nề khoan khoan trèo vào gập mỡ gầy nề quan thấp lâu ngô cao ý à ý à. Mm-hmm.
núi đỏ nghi nga treo vào à xanh ở chi in ngàn chùa Ba Đề nhị tối linh ý nga Ba Đề nhị tôn linh ngồi yêu công chúa nghi nga quyền hành núi nó danh thương đã có nơi tiếng đồn sấm vang cửa bể mưa tuôn đầu hồ gành ra mắt đi phượng lòng lành chùa Ba Tô Điểm màu da ý nga nghi nga đầu vân tóc mai đêm sáng được tắt chấm giữa ca hài tiếng nói qua hòa níu lượng níu đô huyền ca hài bảo lạc hà gia tiền cai bao lạc hà phan thượng cầm hạ thủ hồ lan đi về châu quyền cai tam thập lục ngàn châu mà chín tầng khe suối một bầu tiêu tao dòng đi chơi giàn quý giàn xin tòa tiếng thiều nhạc nhạc hát ca vang lừng cát nhật đương thời loan sáng đền sâm dương từng nghi nga bài sai đốm chiều lục hương nàng ân nàng anh ấy vốn công sơn trang tính tình này mặc chúc măng vàng măng tre măng nước cha vàng phương nam bỏ phe ai đi nghề kim mi ngân hải xảo nó chiêng dâng lên cho Ba Đề nhị chín đông vương thượng hà nề mang nghề về tô mẫu sơn trang ở nghi nghi nga đêm anh đuốc lập lòe cơm lam bột
ông có nước khe một bầu. Chân mi cài long lanh ngọc châu, trăng đánh gió má bê tên lồng hỏa ca sườn răng mà khói tỏa nhạt nhòa. Song đăng ai, song đăng ai rất thấp thoáng bên lầu, song đăng cho bà đi nhị đang muốn hồ bộ hương. Nhạc trông lên, nhạc nhạc trông lên tựa ta thân tiên. Sóng đăng chủ bố riêng vàng khoan thai, thắt rắc từng đài giọt ngắn mấy giọt dài. Thắt rắc từng đài giọt ngắn mấy giọt dài. Xoay nhìn cho quốc vũ dân cường, xoay trong Nam Việt thì bốn phương thái hòa. Sóng đăng thần thấp thoáng gần xa, đường đường lục đạo trơn dân nơi mọi loài. Xoay đường lục đạo mọi loài trơn nay về bề sơn tân, chốn thù ân thì quê ở thiên thai. Có phèn chơi cành mường lai, khi ra núi tiết lúc là vào hàng mây. Khi ra núi tiết là vào trong hàng mây. Hỡi ai hay, hỡi ai hay hiền hình tiên tướng, tướng với nàng thì ngày tháng dòng chơi. Cây cao bóng mát nghỉ ngơi, gặp người thanh lịch là thời chữ nhân duyên. Tình người thanh lịch là thời nhân sớm dòng chơi đền yên ninh miếng nọ. Tôi lại về an cỏ lên tranh. Trên sân âm băng bè quanh thành trượt, nghe tiếng hát đầu gành tuổi ngang. Nơi non xanh xuôi ngàn tung tính, có cơm lam thịt thịnh mềm khô. Vô tay theo nhịp xanh ngô, tiếng nói trò chuyện liêu lộ liêu. Xin chầu bà ra ban đi phúc lộc đồ, cho muôn nhà được bột gốc tài hoa. Trong ngày khi xanh phách cầm ca, sai ngôn tất ý xin chầu bà ra ân đồ, cho đồng đền được trường xuân. Ý ý ngà à, à, à. Lộc tài cho mình ban ra bốn phương tu hội về ngôi đền dập. Ban cho tiền tu lụa dày, bồng lộc cho lắm về đền sâm dương cho nhiều. Bà ban cho mà được giải nhật sang nhiều. Ban cho đồng đền thì được giải nhất sang kiêm. Lộc tài cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, họ phàm bí lê mãi phục thờ. 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 14 hôm rằm 10.
lộc tài ban phát cho bốn phương thuận hòa, hòa mình trong năm mới. Cầu này sông cao sườn đồi hài hòa thắm người, nhạc sương trong nắng mai đón trở về đền sân. Chim màn núi xa chú bà về giáng lâm, có thiên trầu xuống đền sâm dương địa linh nhân thế nghe, mang ấm no cho mọi nhà. Ái tâm thành trầu sẽ phát, ban cho được ấm no cho buồn cho bán khắp nơi đi trần gian. Trần gian ai bị nghiêng để nhị trầu tối xăm khe màn xuôi, khúc trăng vàng bông hoa bưởi hoa sông. Đôi tay tiền chú bà kia lá đi cạnh đèn, tay tiền kia lá đi cạnh hai tay hai lộc hai xanh cho đồng. Chân đi trầu vào có tới đâu, sẽ mầm nhân nghĩa bắt gì cầu vinh hoa. Nhờ phong tình đi sao bắt đầu bấn hà, trên đông cuốc, trên đông cuốc thành mừng một ngôi. Dưới thời Bắc Lệ là đôi quê nhà, vốn sinh ra hình dòng tươi tốt, ra tượng à ma phấn môi son hài xanh và dao gót lên non. Hài xanh dao gót lên non, giày chim oanh gót veo con chào mừng. Các cửa rừng 30 đi sóng độc, đức oai danh thu phục mà cầm kinh. Khi vui là chơi chốt hữu tình đi, chốn niềm tình. Khi buồn trở lại tung hoành tàn khôn, khi làng sơn đồng đăng ao tà, khi lại về Thanh Hóa Nghệ An có phép đã ngự cảnh đồi ngàn. Cùng có phen giá ngự cảnh đồi ngang, có phen thuật hóa quả an ra vào, chi tiêu giao bầu trời cảnh Phật, phép thần thông nghiêm nhặt càng ghê. Có phen giá ngự về thất ghê, buồm bay quầy lặng hoa, đền kim yếm nọ mà ra chơi bời. Khi thanh vắng lúc lại êm trời, ý à, à, à.